chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite BioC Plus là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite thuộc tập đoàn Amway. Mục tiêu của khóa học này là giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của hệ miễn dịch đối với cơ thể, nắm bắt được vai trò của vitamin C đối với sức khỏe hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể, biết được những ưu điểm của sản phẩm Nutrilite BioC Plus trong khóa học này sẽ có những nội dung chính sau đây. Đầu tiên sẽ là hiểu về hệ miễn dịch của cơ thể. Tiếp theo là kiến thức chung về vitamin C. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite BioC Plus. Bạn có nhìn thấy những hình ảnh này rất phổ biến ở Việt Nam? Mọi người đứng chen chúc trên những chuyến xe buýt vào giờ cao điểm. Thức ăn đường phố ngon, rẻ, tiện lợi, thay thế cho các bữa ăn chính được nhiều người lựa chọn cho cuộc sống bận rộn. Tụ tập trò chuyện, thưởng thức các món ăn vặt, trà sữa, trà đá, cà phê, vân vân. Nhưng bạn có nhìn thấy những virus vây chúng ta ở khắp mọi nơi từ thức ăn, đồ uống và cả trong không khí? Tất nhiên là không rồi, vì đây là các vi sinh vật có kích thước vô cùng nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tồn tại và sống sót đó chính là giờ hệ miễn dịch. Vậy hệ miễn dịch là gì? Cách thức để hệ miễn dịch được hoạt động hiệu quả ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong phần 1 của khóa học. Hệ thống miễn dịch là hệ thống các hàng rào phòng vệ nhiều lớp trước các tác nhân xâm nhập như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm, vân vân, giúp ăn vật lạ, tạo kháng thể trung hòa độc tố, tiêu diệt các tế bào lạ trong cơ thể hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp đẩy lùi sự xâm nhập của các tác nhân gây hại giúp chúng ta tránh được các loại bệnh giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh hệ thống miễn dịch có ba hàng rào phòng vệ chính chống lại các mầm bệnh bên ngoài bao gồm hàng rào miễn dịch đặc hiệu hàng rào miễn dịch không đặc hiệu hàng rào vật lý hóa học sinh học hãy cùng tìm hiểu chi tiết về ba hàng rào phòng vệ này nhé hàng rào vật lý hóa học sinh học là rào cản đầu tiên giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các mầm bệnh ngay từ đầu hàng rào vật lý bao gồm da niêm mạc biểu mô trong các cơ quan cố hệ hô hấp tiêu hóa và sinh dục sự bông vẩy tế bào da chết giúp loại bỏ vi khuẩn và các mầm bệnh khác dính trên da niêm mạc biểu mô được phủ thêm lớp chất nhầy chứa các phần tử kháng khuẩn để chống lại các tác nhân gây bệnh khi tiếp xúc ngoài ra cơ thể còn có các cơ chế để rửa trôi các mầm bệnh ra khỏi cơ thể như ho, chảy mồ hôi, chảy nước mắt, đi tiểu vân vân. Hàng rào hóa học là các axit béo trong mồ hôi ức chế vi khuẩn phát triển. Các enzyme ở trong nước mắt, nước bọt, dịch tiết của mũi có thể phân hủy thành tế bào vi khuẩn. Hàng rào sinh học là các vi sinh vật có lợi sống cộng sinh ở da và đường tiêu hóa có thể ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn gây bệnh bằng cách tiết ra các chất độc hại hoặc bằng cách cạnh tranh dinh dưỡng hoặc cạnh tranh vị trí bám vào bề mặt tế bào với các vi khuẩn gây bệnh. Khi tác nhân gây bệnh vượt qua được hàng rào bảo vệ đầu tiên sẽ đối mặt với hàng rào miễn dịch không đặc hiệu. Hàng rào này bao gồm các tế bào thực bào như đại thực bào, bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân, vân vân. Các tế bào thực bào này có khả năng bắt giữ, ăn vi khuẩn và tiêu hóa các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, còn có các tế bào diệt tự nhiên NK (Natural Killer cell) đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus hoặc tế bào ung thư. Miễn dịch không đặc hiệu được kích hoạt trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể. Hàng rào miễn dịch đặc hiệu, hệ thống phòng vệ cuối cùng và hiệu quả nhất để chống lại tác nhân gây bệnh. Thành phần của hàng rào miễn dịch đặc hiệu bao gồm tế bào lympho B và tế bào lympho T. Tế bào lympho B giúp sản xuất kháng thể immunoglobulin ký hiệu là Ig giúp tiêu diệt các vi sinh vật có hại có trong các dịch ngoại bào. Tế bào lympho T gồm có tế bào lympho T hỗ trợ và tế bào lympho T gây độc. Tế bào lympho T hỗ trợ giúp hoạt hóa các đại thực bào, giết các vi sinh vật đã ăn vào. Tế bào lympho T gây độc giết các tế bào bị nhiễm vi sinh vật như virus, từ đó giúp loại bỏ các vi sinh vật sống bên trong tế bào của cơ thể. Miễn dịch đặc hiệu cần có thời gian để xảy ra đáp ứng và tính ghi nhớ khi tác nhân gây bệnh đã xâm nhập một lần tiếp tục xâm nhập lần sau, ba lớp phòng vệ này hỗ trợ tương tác lẫn nhau, cùng chung mục đích chống lại sự xâm nhiễm của hàng ngàn mầm bệnh khác nhau. Tuy nhiên, hàng ngày chúng ta đối mặt với rất nhiều các yếu tố gây suy yếu hệ miễn dịch mà chúng ta khó kiểm soát như ô nhiễm không khí với bụi, khói, virus, vi khuẩn, thực phẩm mất an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn nhiễm khuẩn, thuốc trừ sâu chất phụ gia, chất bảo quản. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn? Bạn hãy chủ động thực hiện các điều sau đây. Giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người bị cúm hay bệnh truyền nhiễm, chích ngừa phòng bệnh, kiểm soát căng thẳng, tập thể dục điều đặn, chế độ ăn cân đối, hợp lý, giàu các dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch như protein, vitamin A, vitamin E vitamin D, vitamin B9, sắt, selen, kẽm, dưỡng chất thực vật và đặc biệt là vitamin C. Vậy, vitamin C là gì và vai trò của vitamin C đối với hệ miễn dịch ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần 2 kiến thức chung về vitamin C. Vitamin C có tên hóa học là axit L-ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước, có thuộc tính chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa có hại. Vitamin C có nhiều ở hoa quả tươi và rau lá. Tuy nhiên, vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình oxy hóa, ánh sáng, kìm, nhiệt độ. Vitamin C là vi chất dinh dưỡng giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sức khỏe của con người. Vitamin C đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể như tham gia vào quá trình hình thành các mạch máu, sụn, cơ và collagen trong xương giúp làm lành vết thương, nướu răng chắc khỏe, giúp bảo vệ tế bào chống lại sự tấn công của các gốc tự do, từ đó giúp ngăn ngừa lão hóa và các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, vân vân. Giúp tăng cường hấp thu các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, đặc biệt đối với hệ miễn dịch, việc cung cấp đủ vitamin C giúp hỗ trợ các hệ thống phòng vệ như vitamin C hỗ trợ hàng rào biểu mô chống lại các mầm bệnh và thúc đẩy khả năng chống oxy hóa của da, giúp bảo vệ da trước căng thẳng oxy hóa từ môi trường. Vitamin C giúp kích thích sản sinh kháng thể, các tế bào miễn dịch như các tế bào bạch cầu, các tế bào lympho B, lympho T, vân vân, giúp cho hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Vitamin C tích lũy trong các tế bào miễn dịch như tế bào diệt tự nhiên, bạch cầu trung tính, đại thực bào, tế bào lympho T, vân vân giúp các tế bào này gia tăng hoạt tính, từ đó tăng cường tiêu diệt vi sinh vật, mầm bệnh hiệu quả. Vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe hệ miễn dịch và thực hiện các chức năng khác của cơ thể. Vậy chúng ta cần bổ sung vitamin C với hàm lượng như thế nào? Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2016, Viện Dinh dưỡng khuyến nghị hàm lượng vitamin C cho người trưởng thành là 100 mg mỗi ngày, chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do vitamin C dễ bị phân hủy bởi quá trình oxy hóa, ánh sáng, kiềm và nhiệt độ. Tuy nhiên, chúng ta không nên bổ sung vitamin C vượt quá 2.000mg mỗi ngày vì sẽ gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy, sỏi thận, hấp thụ sắc dư thừa, mệt mỏi, hỏng men răng. Và theo nhiều nghiên cứu khoa học, việc bổ sung hàm lượng vitamin C tối ưu 1.000mg mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hàm lượng này phù hợp với hầu hết mọi người, một số người có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào mức độ thiếu hụt vitamin C cũng như mục tiêu sức khỏe cụ thể. Vậy đâu là các đối tượng cần ưu tiên tăng cường bổ sung vitamin C? Người hút thuốc lá và những người tiếp xúc với khói thuốc lá làm gia tăng các gốc tự do trong cơ thể, gây tổn hại tế bào, phá hủy các vitamin, khoáng chất, trong đó có vitamin C người có chế độ ăn thiếu vitamin c cần được bổ sung vitamin c hàng ngày để phòng tránh các mối nguy thiếu hụt vitamin c như thiếu máu scarbus loãng xương tim mạch ung thư v v người thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm gia tăng phơi nhiễm với gốc tự do gây suy yếu hệ thống miễn dịch bổ sung vitamin c giúp chống oxy hóa và tăng cường chức năng hệ miễn dịch người bị chảy máu cam chảy máu chân răng dễ bị nhiễm cúm viêm phế quản vết thương mãi không lành đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị thiếu vitamin c người bị lão hóa da do tác động của gốc tự do thiếu hụt collagen khiến cho làn da có nếp nhăn vết chân chim bị sạm màu vitamin c giúp trung hòa hoạt động của gốc tự do và tăng cường tổng hợp collagen giúp hạn chế lão hóa da người cao tuổi do đặc trưng của tuổi già nhu cầu về nhiều loại vitamin tăng lên, trong đó có vitamin C, có tác dụng lớn trong việc tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự lão hóa, vân vân. Cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra hoặc tích trữ vitamin C, cho nên chúng ta cần bổ sung vitamin C hàng ngày nhằm đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt. Vậy đâu là các nguồn thực phẩm cung cấp dồi dào vitamin C cho cơ thể? Trái cây và rau củ quả là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Một số loại rau củ quả chứa nhiều hàm lượng vitamin C như acerola cherry, ổi, ớt đỏ Đà Lạt, bưởi, bông cải xanh, dâu tây, kiwi, đu đủ, cam và súp lơ. Bạn có biết acerola cherry là một trong các loại quả có hàm lượng vitamin C giàu nhất trong tự nhiên, nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như anthocyanin, flavonoid, hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch hàm lượng vitamin C trong acerola cherry cao nhất là khi trái còn xanh và được trồng hữu cơ. Nông trại Fazenda ở Ubazara, Brazil của Nutrilite là nông trại hữu cơ acerola cherry lớn nhất thế giới. Theo chứng nhận của tổ chức Euromonitor năm 2016, mời bạn theo dõi đoạn video về nông trại Fazenda nhé! Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Thành phần chủ chốt của các sản phẩm vitamin C của Nutrilite chính là Acerola Cherry. Để hiểu lý do tại sao, chúng ta hãy cùng đến thăm trang trại Nutrilite. Trang trại nằm ở Đông Bắc Brazil, nơi mà cây Acerola Cherry đang phát triển mạnh mẽ. sản xuất hơn 14 triệu kg acerola cherry mỗi năm trên 562 mẫu đất nông nghiệp chuẩn hữu cơ. Nhóm các nhà nghiên cứu, nông dân và các nhà khoa học tại đây luôn đảm bảo họ đang lấy được lượng vitamin C cao nhất từ những cây acerola cherry thông qua việc ghép và nuôi dưỡng những cây con trong vườn ươm acerola cherry. Quá trình thu hoạch diễn ra khi acerola cherry còn xanh bởi khi đó lượng vitamin C trong acerola cherry là cao nhất. Quy trình các bước cô đặc như thẩm thấu ngược xảy ra cực kỳ nhẹ nhàng. Quy trình giúp tách nước nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn lượng vitamin C và các dưỡng chất thực vật. Sau đó một acerola cherry cô đặc được chuyển từ Brazil tới các nhà máy sản xuất ra các viên sản phẩm vitamin C. Bằng tất cả nỗ lực, chúng tôi có thể mang lại các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp như các sản phẩm bổ sung vitamin C của Nutrilite. bên cạnh Acerola Cherry, hỗn hợp Citrus Bioflavonoid là chất chống oxy hóa tự nhiên có ở các loại trái cây họ có muối như cam, chanh, bưởi, quýt. Ngoài thuộc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, Citrus Bioflavonoid giúp hấp thu vitamin C vào trong cơ thể, giúp lưu giữ vitamin C trong cơ thể lâu hơn và tăng cường hoạt động của vitamin C. Bạn có biết 250mg vitamin C là hàm lượng vitamin C có trong 325g chanh hoặc 263g bưởi hoặc 625g cam tính trên phần ăn được. Vitamin C là hợp chất cơ thể không tự tổng hợp được, không bền, dễ tan trong nước, không được tích lũy trong cơ thể. Mặt khác, vitamin C dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, dễ bị hao hụt do bảo quản thực phẩm lâu ngày, vân vân vì vậy vitamin c cần được cung cấp vào cơ thể hàng ngày hơn nữa với tình trạng bầu không khí nước ta luôn ở mức gây hại cho sức khỏe mối nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng và các vi khuẩn virus gây bệnh xuất hiện ngày càng nhiều thì việc bổ sung vitamin c với hàm lượng tối ưu để củng cố hệ miễn dịch của chúng ta càng trở nên cấp thiết vậy làm sao chúng ta có thể cung cấp được đủ hàm lượng vitamin c tối ưu cho cơ thể giải pháp nào cho chúng ta Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite BioC Plus sẽ giúp bạn cung cấp đủ hàm lượng vitamin C theo nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày với các thành phần chính bao gồm vitamin C acid ascorbic, bột đông khô acerola cherry và hợp chất citrus bioflavonoids được chiết xuất từ cùi và vỏ của quả cam quýt đã tạo nên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite BioC Plus. Mỗi viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite BioC Plus giúp cung cấp 250 mg vitamin C cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bioce Plus giúp bổ sung vitamin C, giúp chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da và tăng cường đề kháng. Cách dùng: Hãy uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bioce Plus mỗi lần một viên, tốt nhất ngay sau khi ăn. Liều dùng: Dùng từ 1 đến 4 viên mỗi ngày. Đối tượng sử dụng cho sản phẩm này là thiếu niên từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành. Người cần bổ sung vitamin C, người có sức đề kháng kém. Người bị chảy máu cam, chảy máu chân răng. Người bị lão quá do da thiếu hụt vitamin C. Bảo quản sản phẩm nơi khô, mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Chú ý, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng chất tạo màu, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản. Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thiếu niên từ 9 đến 13 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi dùng để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Chúng ta hãy cùng điểm lại những ý chính trong khóa học này nhé. Hệ thống miễn dịch bao gồm 3 hàng rào phòng vệ chính chống lại các mầm bệnh bên ngoài: hàng rào vật lý, hóa học, sinh học, hàng rào miễn dịch không đặc hiệu, hàng rào miễn dịch đặc hiệu. Đặc điểm vitamin C, axit L-ascorbic là một loại vitamin tan trong nước, có thuộc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, vitamin C dễ bị phân hủy bởi quá trình oxy hóa, ánh sáng, kiềm, nhiệt độ. Nguồn cung cấp vitamin C có nhiều ở hoa quả tươi và rau lá. Acerola cherry là loại quả giàu vitamin C nhất trong tự nhiên. Tầm quan trọng vitamin C hình thành các mạch máu, sụn, cơ và collagen trong xương, làm lành vết thương, nướu răng chắc khỏe, bảo vệ tế bào, tăng cường hấp thu các khoáng chất. Vitamin C và hệ miễn dịch, hỗ trợ hàng rào biểu mô và thúc đẩy khả năng chống oxy hóa của da. Kích thích sản sinh kháng thể, tế bào miễn dịch như bạch cầu, lympho B, lympho T. Gia tăng hoạt tính của các tế bào miễn dịch như tế bào diệt tự nhiên, bạch cầu trung tính, đại thực bào, tế bào lympho T. Nhu cầu vitamin C Liều dùng khuyến nghị cho người trưởng thành 100 mg mỗi ngày. Liều dùng tối ưu cho sức khỏe 1000 mg mỗi ngày. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite C Plus. Thành phần. Một viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite C Plus chứa 250 mg vitamin C, bao gồm các thành phần: axit ascorbic, bột đông khô acerola cherry và citrus bioflavonoids được chiết xuất từ cùi và vỏ của quả cam quýt công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bio C Plus giúp bổ sung vitamin C, giúp chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da và tăng cường đề kháng. <laughs> Uống 1 đến 4 viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bio C Plus mỗi ngày là giải pháp cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể một cách nhanh chóng thuận tiện. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các nội dung chính của khóa học về hệ miễn dịch. Kiến thức chung về vitamin C và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite BioC Plus.